bị chắc đều chắc kể trên ra Chúa Giêsu. Chúng ta thấy cái việc lời của Chúa nói rằng bởi tội lỗi của một người, bởi sự không vâng phục của một người mà tội lỗi vào trong thế gian. Đó là sự không vâng phục của ai? Adam. Mà mọi người trở thành kẻ có tội. Và sau đó chúng ta đấy, và bởi sự vâng phục của một người mà mọi người được xưng là công bình. Thì một con người cứ ai đó là ai? Và chúng ta thấy trong Kinh Thánh, khi chúng ta không thêm không bớt một cái điều gì ở trong Kinh Thánh thì lẽ thật được phơi bày ra cho chúng ta. Và khi chúng ta nói tại sao mọi người bị tội, bị cốt ngõ vậy, thì Kinh Thánh trả lời là bởi sự không vân phục của mọi người mà tội lỗi đã thành, mọi người thành ra tội nhân. Và chúng ta mang lấy cái bàn tay bước về không vâng lời. Và bây giờ khi Chúa Giêsu đến thì Chúa nói, nếu ai nói yêu mến ta thì hãy vâng những điều răn ta. Chúa nói rất là cụ thể, đã mà không mơ màng, không có nói yêu Chúa chỉ là một cảm xúc, nhưng mà yêu Chúa là một hành động. Nếu các ngươi nói yêu mến ta thì hãy vâng giữ các điều răn ta. Và bây giờ nếu chúng ta nói còn yêu mến Chúa thì chúng ta hãy đi khắp thế gian giảng tin mặt cho mọi người. Thì chúng ta vâng lời mà đó là minh chứng rõ ràng nhất là chúng ta biết ơn Chúa và yêu mến Ngài. Và ở đây khi chúng ta nói về sự vâng phục của một con người Giêsu, về cái danh vị, danh hiệu khi Chúa Giêsu bước đến trong thế giới này, danh hiệu của Ngài là Con Đức Chúa Trời, cũng là Con Trai của Thánh. Và trong danh vị Con Đức Chúa Trời này hoàn toàn mang lấy thần tánh của Đức Chúa Trời, và với danh vị làm con người, Ngài mang lấy một con người trọn vẹn không hề có tội, để Chúa mới có thể đổ huyết ra và tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và tại sao huyết quan trọng như vậy? Vì lời Chúa nói rằng không có sự đổ huyết không có sự tha thứ. Và huyết đó để làm nguôi cơn giận, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời khi nhìn thấy tội lỗi của con người. Và khi chúng ta nhờ huyết đó mà chúng ta được tha thứ, chúng ta bước đi trong sự thánh thanh, thì chúng ta kinh nghiệm quyền năng trong huyết cầu. Trước đây ông bà chị em chúng ta đã được học trong loạt bài trong trường Đấng Christ về quyền năng huyết cầu. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Rất lạ lùng về khi đầy tớ Chúa phân tích về quyền năng trong dòng huyết. Chúng ta có ba vũ khí rất mạnh mẽ là quyền năng của lời Chúa, như thanh gươm hai lưỡi chặt phá đổ mọi sự lừa dối của ma quỷ, quyền năng trong danh của Chúa, danh Giêsu Christ Đấng Cứu Chúa, danh trên hết mọi danh, và quyền năng trong huyết chiến thắng. Và Kinh Thánh trong Khải Huyền nói rằng chúng ta thắng nó nhờ huyết chiến thắng và nhờ lời đành chứng, nhờ lời xưng danh của môi miệng mình. Chúng ta công bố rằng ta đã cùng chết với Chúa rồi, hỡi Satan hãy lui, ta đang được sống lại trong đời mới với Chúa. Mọi bệnh tật tật ngươi muốn gian trả đều phải trả lại cho ngươi. Và chúng ta bước đi trong sự đắc thắng bởi lời Chúa, bởi danh Chúa, bởi huyết Chúa. Và Kinh Thánh đã viết ông kinh nghiệm rằng Ngài tầm tay tôi này, khiến tôi tay tôi dưới nỗi cung đồng. Chặng đường chúng ta bước đi theo Chúa là một chặng đường tăng trưởng từng từ ở trong sự sống, giống như một đứa trẻ từ nhỏ dần dần lớn lên và bước đến trưởng thành. Vì chúng ta thấy khi đứa trẻ còn 1-2 tuổi nó nói ngọng thì rất là đáng yêu, rồi nó không, nó ăn nó làm vừa vãi cũng không sao. Nhưng mà nếu nó lên 10 tuổi vẫn còn nói ngọng, rồi vẫn còn không tự ăn thì còn đáng yêu nữa đâu. Còn bây giờ nó thành nan đề cho trẻ. Và
ở trong hội thánh có những trường hợp như vậy. Nhiều lúc chúng ta đến, những người tân tín hữu đến với trong nhà Chúa lâu năm rồi, nhưng chúng ta vẫn là người này mới tin Chúa, 6-7 năm mới tin Chúa và không lên, tại vì nó không có đủ cái lương thực. Chúa nói là các ngươi phải cho chiên ăn đúng giờ. Đúng giờ thì cũng có nghĩa là đúng thức ăn này. À, nếu không cho đúng thức ăn thì đứa trẻ đó suy dinh dưỡng cũng thể để là thuộc lên của mình. Giống như là bao nhiêu năm tháng bắt đầu phải biết cầu nguyện, phải biết cầu thay cho anh chị em, phải biết xử lý làm cả, phải biết phục vụ, thì bây giờ họ vẫn như con trẻ. Và lúc nào cũng bao nhiêu câu chuyện xảy ra trong một thánh là cư xử sai khiến, nói xấu nhau, phê bình nhau, nói xiên, nói mất. Và rồi tôi nhớ một cái câu thơ của trong chính thánh đâu có dạy mình nói xiên, nói xấu với anh chị, xiên nó mất nhau rồi để đem từ thế gian ra. Và chúng ta thấy những căn bệnh ở trong hội thánh. Hội thánh là những căn bệnh, hội thánh là một bệnh viện thuộc linh. Nhưng mà khi mà bước vào đó, chúng ta phải chỉ cho họ con đường dẫn đến Sion, là con đường của lẽ thật. Anh chị em hãy ăn năn, biết tội mình và xử lý cái tội của mình và bước đi. Và chúng ta phải không chiều theo cái tội, không bút về nó. Tôi nhớ trong hội thánh chúng tôi, trước đây mình kinh nghiệm cơn phấn hơn là chúng tôi có thể trêu chọc ông một sư mà không bị la. Có bữa thấy ông bà một sư mặc áo đẹp quá, chuẩn bị đi đám cưới, chúng tôi nói ôi bữa nay ông bà mặc áo đẹp quá. Ông bà nói đâu có can hệ gì đến sự cứu rỗi đâu. Lúc đầu ông bà chị em mặc đồ đẹp đi dự đám cưới đâu quan hệ tầm với can hệ với sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi là chúng ta phải đồng chết với Chúa, đồng chúa đồng sống và trong hội thánh. Xin Chúa giúp cho các đền tới Chúa là ca trọng đứng với chân lý để có thể chỉ cho họ bước đi theo đạo Chúa. Tôi không biết anh chị em có kinh nghiệm mà một cái chương trình chúng ta nhớ là khi mà phần lớn các hội thánh đối với tâm tín hữu hội ở hội thánh Trần Cao Vân thì chúng tôi thường học cái chương trình như là quê hương mến yêu, đường đi tới, hành trình vào sự sống, để dẫn người tâm tín hữu từ từ bước đi trong mối tương giao với Chúa, kinh nghiệm Chúa, rồi sẽ bước tới từ từ. Và như mà không nghe nhiều nói về việc xử lý cái tội một cách rốt ráo, nhưng mà chúng khi trong bài học về trường Đấng Christ hay trường của Thánh Linh là chúng ta thấy ông chỉ ra đúng như trong các thư tín của Phaolô nói với các hội thánh: nếu anh em sống theo xác thịt thì sẽ chết, còn nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết công việc của xác thịt thì anh em sẽ sống. Nếu chúng ta ganh tị, chúng ta không yêu thương, chúng ta tham lam, chúng ta không tha thứ tất cả mọi đặc tính của xác thịt đó, thì chỉ nhờ Đức Thánh Linh làm cho chết thì chúng ta mới sống được. Chúng ta chỉ cho họ, xin chúng ta mở ra trong Roma tiếp của đoạn 8. Roma đoạn 8. Trong quý báu trong đoạn 8 này là cái đoạn kinh thánh mà chúng ta phải hướng dẫn cho con cái Chúa họ biết về khi họ bắt đầu đến với Chúa. Phước hạnh vì con người được tha thứ, vui mừng. Nhưng mà rồi sau đó họ sẽ kinh nghiệm trận chiến tâm linh giữa con người cũ và con người mới. Ở lúc bây giờ khi họ đến với Chúa thì họ kinh nghiệm Thánh Linh thúc giục họ cầu nguyện. Nhưng mà con người cũ nó sẽ nói: vì mà con nguyện thiên liêng vậy, như con nguyện dữ vậy, sẽ cản trở mình. Và chúng ta phải giải thích cho họ. Khi chúng ta chỉ cho họ con đường đến Sion là chỉ cho họ điều gì sẽ xảy đến khi họ thấy họ sẽ nghe tiếng Chúa, họ cũng nghe tiếng của xác thịt rồi. Và chúng ta phải nhờ cái Đức Thánh Linh để thắng. Xin chúng ta cùng đọc từ câu 5 cho đến câu 17 ở
đây giải thích đủ cái trận chiến ở trong con đường cũ, con đường mới mà chúng ta có thể hướng dẫn đến thành Chúa để bước tới trong sự sống. Ở trên đã nói là chúng ta đừng bị luật của linh sự sống và linh của lẽ thật, linh của luật pháp. Xin chúng ta cùng đọc trong câu 5. Không thể kẻ sống theo xác thịt thì chấp nhận sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo linh thì chấp nhận sự thuộc về thánh linh. Và chấp nhận về xác thịt thì sẽ là sự chết, còn chấp nhận về thánh linh thì sẽ là sự sống và bình an. Vì sự chấp nhận về xác thịt thì sẽ là sự chết, và nó không phục vụ luật pháp của Đức Chúa Trời, và cũng không thể phục vụ được. Và kẻ sống theo xác thịt thì không thể làm đứng trời. Về phần nghe, nếu thần tập quả thánh linh đứng trời ở trong tâm mình thì không có sống theo xác thịt đâu. Nếu nghe thần linh thì sao chúng ta nghe không có thánh linh của Chúa thì như thế chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu nghe biết ở trong nghe thì thân thể chết nhờ cớ tội lỗi mà thần linh sống nhờ cớ sự con người mình. Và nếu thánh linh của đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong người chết ở trong ngài thì đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong người chết cũng sẽ ở thánh linh ngài ở trong ngài khi chúng ta trở nên tiếp theo ngài nghe lại sống. Vậy anh em chúng ta chẳng mất thời xác thịt đâu, chẳng sống theo xác thịt. Và thế nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, xong nếu nhờ thánh linh làm cho chết chết thì đặc hiệu thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy cái nào thánh linh của Đức Trời là chất nhất đều là con của Đức Trời. Anh em đã chẳng theo với thần trí của con mọi đã có trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta hiểu rằng Abba cha là chính thức thế linh thần chứng cho đạo lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Chúa Trời. Lại nếu chúng ta còn con cái thì chúng ta là kẻ kế tự của Chúa Trời và là kẻ đời kế tự của Đức Chúa Trời, vì chúng ta được sự giao đớn với Ngài, hầu cho chúng ta được tình yêu với Ngài. Về một người đã tin Chúa, một người tín đồ thì sẽ đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và nếu chăm về xác thịt thì sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh thì sanh ra sự sống và bình an. Một cuộc tranh chiến để chúng ta phải chọn lựa là vâng theo Thánh Linh hay vâng theo con người dương của chúng ta, và chúng ta phải giúp đỡ cho những con cái Chúa để biết con đường đi về Sion, đi về sự sống và bình an là con đường từ chối xác thịt và nhờ cái Đức Chúa. Nếu anh em sống theo xác thịt thì sẽ chết, nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết không được xác thịt thì anh em sẽ sống. Và như vậy đời sống của người tín đồ phải ở trong sự cầu nguyện không được xác thịt mình mà mới đi trong sự nhận dạng Thánh Linh và ở trong sự ấn chứng của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không có Đức Thánh Linh hành động thì chúng ta không thuộc về Chúa rồi, không được Thánh Linh ấn chứng thì chúng ta không phải là con. Và cái thành lập Đức Thánh Linh ấn chứng là con, chứng nhận là anh em là con cái của Chúa Trời. Và mỗi chúng ta đều lời chúng Chúa ban cho chúng ta một đấng yên ủi để ở với, để ở trong chúng ta đời đời. Và như vậy chúng ta sẽ lớn lên mỗi ngày khi chúng ta không vâng từ chối xác thịt, vâng theo Thánh Linh, chúng ta sẽ lớn lên. Có những người đi theo Chúa mà chúng ta gặp họ sau mấy năm thì vũ như cần vẫn như cũ không thay đổi, nhưng mà sẽ có những người chúng ta thấy thay đổi và mỗi sự thay đổi đó là khi chúng ta nói không với xác thịt, nói vâng với Đức Thánh Linh, chúng ta lớn lên. Tiếp tục như vậy mà chúng ta được tăng trưởng ở thành cơ bản nhân chúng ta. Đó chính là con đường dẫn đến siêu mà chúng ta cần phải
chỉ cho phải con là Chúa. Con đường hành trình đạo sự sống, bước đi trong đức tin, nhờ cậy Đức Thánh Linh là đấng giúp đỡ để chúng ta bước đi trong sự tăng trưởng. Nhờ lời Chúa, nhờ Thánh Linh Chúa. Amen. Amen. Chúng ta được Chúa trong sự cầu nguyện.